hồng kông có bốn xác lệnh chống kỳ thị phân biệt đối xử đó là xác lệnh chống phân biệt đối xử dựa trên giới tính xác lệnh chống phân biệt đối xử đối với người khuyết tật xác lệnh chống phân biệt đối xử dựa trên tình trạng gia đình gia cảnh và xác lệnh chống phân biệt đối xử chủng tộc theo luật không ai có thể phân biệt đối xử quý vị vì lý do giới tính tình trạng hôn nhân mang thai tình trạng gia đình khuyết tật chủng tộc hoặc vì quý vị cho con bú nếu quý vị bị quấy rối hoặc bị phân biệt đối xử vì những lý do này quý vị có thể lựa chọn nộp đơn khiếu nại lên ủy ban cơ hội bình đẳng eoc eoc là một cơ quan có chức năng pháp lý có trách nhiệm thi hành những đạo luật chống kỳ thị phân biệt đối xử eoc cam kết đóng vai trò pháp định của mình một cách không thiên vị công bằng công chính và khách quan Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại lên EOC bằng một trong những cách sau: gửi qua mạng, gửi thư qua bưu điện, gửi qua fax, đích thân đến nộp trực tiếp. Tất cả khiếu nại theo bốn sắc lệnh phải được nộp bằng văn bản và trong vòng 12 tháng kể từ lúc xảy ra sự việc cuối cùng. Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại bằng cách điền đơn trực tuyến. Đi tới phần khiếu nại trên trang web của chúng tôi, nhấn vào Tôi muốn nộp đơn khiếu nại. Nhấn vào biểu tượng mẫu đơn trực tuyến, vui lòng đọc thông báo quan trọng xuất hiện sau đó. Sau khi quý vị đóng thông báo, sẽ có một trang bật lên về các điểm cần lưu ý, bao gồm chính sách thu thập dữ liệu cá nhân PDCP. Sau khi quý vị đọc và biểu thị sự đồng ý với PDCP, quý vị sẽ được đưa đến mẫu đơn trực tuyến của chúng tôi. Vui lòng điền vào tất cả các phần được yêu cầu tải lên các tài liệu hỗ trợ nếu có. Lưu một bản và nhấn nút gửi đi. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi gửi thành công. Nếu quý vị muốn nộp đơn khiếu nại bằng thư hoặc fax, quý vị có thể viết thư trình bày tất cả các chi tiết như được liệt kê hoặc sử dụng mẫu đơn khiếu nại của chúng tôi. Nhấn vào biểu tượng thư hoặc fax và quý vị sẽ tìm thấy biểu tượng mẫu đơn khiếu nại. Tải mẫu đơn khiếu nại xuống. Điền các thông tin cần thiết, gửi khiếu nại của quý vị đến EOC qua đường bưu điện hoặc bằng fax. Nếu quý vị cần hỗ trợ về ngôn ngữ, vui lòng cho chúng tôi biết trong ô yêu cầu đặc biệt. Các mẫu đơn khiếu nại bằng 8 ngôn ngữ ngoài tiếng Anh và tiếng Trung cũng có trên trang web của chúng tôi. Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại trực tiếp tại văn phòng EOC. Vui lòng mang theo các tài liệu hỗ trợ như hợp đồng lao động thư chấm dứt hợp đồng, giấy chứng nhận nghỉ phép ốm, giấy báo mang thai, vân vân. Văn phòng EOC mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 8 giờ 45 phút sáng đến 5 giờ 45 phút chiều. Sau khi nhận được khiếu nại, một nhân viên của EOC sẽ được chỉ định để tiến hành đánh giá. EOC có thể sẽ liên lạc với người khiếu nại để yêu cầu cung cấp thêm thông tin hoặc làm rõ một số điểm và hỏi về các nhân chứng hoặc bằng chứng tài liệu có thể hỗ trợ cáo buộc. Tuy nhiên, theo luật EOC có thể quyết định không tiến hành hoặc ngừng điều tra nếu hành vi bị khiếu nại không trái pháp luật, người bị ảnh hưởng bởi hành vi bị khiếu nại không muốn theo đuổi đơn khiếu nại, thời hạn hơn 12 tháng đã trôi qua kể từ khi hành vi bị khiếu nại xảy ra hoặc khiếu nại thiếu thực chất. EOC cũng có thể khuyến khích các bên liên quan cố gắng hòa giải sớm nếu thấy phù hợp. Quý vị có thể tìm thấy thông tin về hòa giải trên trang web của chúng tôi. Thông tin về hòa giải bằng các ngôn ngữ khác cũng có thể được tìm thấy trên trang web của chúng tôi. Nếu quý vị chưa sẵn sàng để nộp đơn khiếu nại hoặc chỉ đơn giản là muốn tìm kiếm thông tin, quý vị có thể gửi câu hỏi thắc mắc đến EOC. Thủ tục gửi câu hỏi thắc mắc cũng tương tự như thủ tục nộp đơn khiếu nại nếu quý vị bị phân biệt đối xử hoặc bị quấy rối xin đừng ngần ngại gửi câu hỏi thắc mắc hoặc nộp đơn khiếu nại cho chúng tôi chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý vị